Cô chào các em. Ở chuyên đề trước, cô đã giới thiệu với các em phần về Liên Xô và Đông Âu. Hôm nay chúng ta sang chuyên đề về các nước Á Phi, Mỹ Latin từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai năm 1945 cho đến năm 2000. Nội dung của chuyên đề này gồm có những câu hỏi trắc nghiệm mà chúng ta cần để ý như sau. Thứ nhất là chúng ta vào câu 1 là sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á có sự biến đổi lớn về chính trị là. Những vấn đề này thì chúng ta thử xem là có 4 phương án, chúng ta chọn phương án nào. Một là phụ thuộc vào Mỹ cả về kinh tế và chính trị. Hai là sự thay đổi trên bán đảo Triều Tiên và sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ba là đều xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu lớn. Bốn là các nước đều có sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế. Nếu như đọc trong sách giáo khoa và học cái khóa học PEN mở cô thì các em thấy rằng là trong cái phần này cô đều giới thiệu về khu vực Đông Bắc Á. Và sau Chiến tranh Thế giới thứ hai thì các nước Đông Bắc Á có biến đổi to lớn về chính trị, đó là phương án 2, đó là sự thay đổi trên bán đảo Triều Tiên và sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bởi vì trước Chiến tranh Thế giới thứ hai thì bán đảo Triều Tiên là một quốc gia. Thế nhưng sau Chiến tranh Thế giới thứ hai thì trên bán đảo Triều Tiên đã hình thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau. Và đặc biệt là sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nó đã tạo ra những cái biến đổi chính trị lớn ở khu vực Đông Bắc Á. Và các em cũng lưu ý cho cô ở đây, Đông Bắc Á gồm có cả Nhật Bản. Tuy nhiên Nhật Bản chúng ta học ở bài các nước tư bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chúng ta tiếp tục sang câu 2. Đông Bắc Á là khu vực như thế nào? Ở đây là cái nhận định, chúng ta suy nghĩ xem. Một là đông dân nhất thế giới đều chịu ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân. Thứ hai là đông dân nhất thế giới nhưng kinh tế phát triển chậm nhất thế giới. Thứ ba là đông dân nhất thế giới trình độ nhân công cao. Bốn là đông dân nhất thế giới trước chiến tranh đều bị thực dân nô dịch trừ Nhật Bản. Thì chúng ta thấy là cô vừa nói các em rồi, tức là Đông Bắc Á thì gồm có Nhật Bản, nhưng mà Nhật Bản thì là không là thuộc địa của bất cứ nước nào, thậm chí phát triển thành nước đế quốc, từ nước phát xít. Vì thế mà cái phương án đúng ở đây khi nhận định về Đông Bắc Á đó là phương án 4. Đây là khu vực đông dân nhất thế giới và trước chiến tranh thế giới thứ hai đều bị thực dân nô dịch và trừ Nhật Bản. Thế còn ở đây đều khẳng định rằng là đông dân nhất thế giới. Thế nhưng mà nói rằng là đều chịu ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân, tức là nó gồm có cả Nhật Bản rồi thì không đúng. Hay là kinh tế phát triển chậm nhất thế giới thì cũng không đúng. Hoặc là trình độ nhân công cao thì Đông Bắc Á cũng không phải là cái trình độ nhân công cao nhất thế giới. Như vậy là phương án 4 là phương án đúng ở câu 2. Chúng ta sang câu 3. Sau khi kháng chiến chống Nhật kết thúc thì Trung Quốc bước vào thời kỳ gì trong 4 thời kỳ sau đây? 1. Khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh. 2. Là nội chiến. 3. Là xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. 4. Là tiến hành xóa bỏ tàn dư phong kiến. Chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ dễ nhầm với phương án 1, vì chúng ta nghĩ rằng là chiến tranh vừa kết thúc thì Trung Quốc khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh. Tuy nhiên thì không phải như vậy. Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Nhật kết thúc thì ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa hai bên, một phe là Quốc Dân Đảng do Tưởng Thế Thạch đứng đầu và một bên là Đảng Cộng sản Trung Quốc mà sau này đứng đầu là ông Mao Trạch Đông. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là phương án đúng ở đây là phương án nội chiến. Đấy là cái tình hình của Trung Quốc sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chúng ta sang câu 4. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời vào thời gian nào? Mặc dù với câu hỏi trắc nghiệm hạn chế những cái mốc về thời gian để không yêu cầu các em nhớ quá chi tiết, tuy nhiên những cái mốc lớn, những cái sự kiện lớn của mỗi quốc gia thế giới cũng như là ở Việt Nam, những cái sự kiện lớn thì bắt buộc chúng ta phải nhớ về mốc thời gian. Vì thế mà cô đưa ra đây 4 phương án. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, ngày 20 tháng 7 năm 1946, ngày 1 tháng 10 năm 1948 và ngày 1 tháng 10 năm 1949. Chúng ta xét 4 phương án thì chúng ta thấy rằng là ngày 9 tháng 8 năm 1945 là cái ngày mà Hồng quân Liên Xô đánh tan 1 triệu quân Quan Đông của Nhật ở vùng Mãn Châu, Trung Quốc. Nó không liên quan gì đến cái sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Hay là ngày 20 tháng 7 năm 1946, đây là cái ngày đầu tiên Tưởng Thế Thạch phát động cuộc nội chiến với lại Đảng Cộng sản.
Ngày mùng 1 tháng 10 năm 1948, không đúng. Vì vậy, phương án đúng ở đây là ngày mùng 1 tháng 10 năm 1949, tại quảng trường Thiên An Môn thì Chủ tịch Mao Trạch Đông đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu 5, cuộc nội chiến Trung Quốc có tính chất là cuộc cách mạng gì sau đây? 1 là cách mạng dân chủ, 2 là cách mạng dân tộc, 3 là xung đột sắc tộc, 4 là cách mạng dân tộc dân chủ. Ở đây chúng ta thấy rằng là bình thường chúng ta sẽ nghĩ rằng là cái cuộc nội chiến ở trong một quốc gia thì nó có tính chất dân chủ, tức là giữa các cái giai cấp trong một quốc gia. Vì thế mà rất nhiều em sẽ khoanh vào phương án 1. Tuy nhiên thì phương án 1 không đúng. Phương án 2 cũng không đúng. Phương án 3 không đúng. Và phương án 4 là cách mạng dân tộc dân chủ. Tại sao phương án 4 đúng? Ở đây chúng ta lưu ý cho cô là cách mạng dân tộc dân chủ, tức là một cái cuộc cách mạng dân chủ nhưng lại nó lại mang tính dân tộc, nên người ta gọi là cách mạng dân tộc dân chủ. Mặc dù nhìn vào cuộc nội chiến giữa một bên là Quốc dân đảng, một bên là Đảng Cộng sản, thì ta thấy không thấy cái tính dân tộc ở đây. Tuy nhiên các em phải hiểu được bản chất sâu xa của sự kiện này. Các em biết rằng là sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Mỹ muốn biến Trung Quốc thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Vì vậy đã viện trợ về cả vũ khí đô la cho phía Trung Hoa Dân Quốc, đứng đầu là Tưởng Giới Thạch, để kích động một cái phía Tưởng Giới Thạch gây cuộc nội chiến, với mục đích là loại Đảng Cộng sản ra khỏi chính quyền Trung Quốc và biến Trung Quốc trở thành nước tư bản chủ nghĩa, là nước thực dân mới của Mỹ. Vì vậy mà cái cuộc nội chiến ở Trung Quốc nó mang cái màu sắc của mang tính chất dân tộc. Vì thế mà cuộc nội chiến ở đây còn có tính chất là cách mạng dân tộc dân chủ. Chúng ta phải hiểu bản chất của sự kiện nó là như vậy. Chúng ta tiếp theo sang câu tiếp theo cô. Câu 6. Sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời đã có tác động tích cực đến cách mạng Việt Nam vì, chúng ta thử xét xem 4 lý do sau đây. 1 là từ đây Việt Nam sẽ nhận được viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc. 2 là từ đây chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 3 là từ đây Việt Nam có điều kiện liên lạc với các nước dân chủ trên thế giới. 4 là tạo điều kiện cho các nước xã hội chủ nghĩa chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Và từ các phương án này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta học thì chúng ta sẽ suy luận ra được ngay là phương án đúng ở đây là phương án 4. Tại sao lại là phương án 4 đúng? Các em biết rằng là khi mà Trung Quốc cách mạng dân tộc, cách mạng nước Cộng hòa, khi mà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời ấy, thì Trung Quốc tuyên bố đi theo chủ nghĩa xã hội. Và với cái diện tích là 1/4 châu Á, dân số thì 1/4 thế giới, Trung Quốc tuyên bố đi theo chủ nghĩa xã hội khiến cho hệ thống xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố, hùng mạnh, mở rộng, nối từ Âu sang Á, tức là từ Liên Xô sang Trung Quốc. Và với việc mà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời tuyên bố đi theo chủ nghĩa xã hội thì chủ nghĩa xã hội giờ đây đã trở thành hệ thống thế giới. Và điều này cũng tác động cách mạng Việt Nam các em ạ. Vì nó cũng tạo điều kiện cho các nước xã hội chủ nghĩa chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Bởi vì là ngay sau khi cách mạng Trung Quốc thành công thì Trung Quốc đã đặt quan hệ ngoại giao Việt Nam, sau đó hàng loạt những nước khác như là Liên Xô và các nước Dân chủ Nhân dân Đông Âu cũng đặt quan hệ ngoại giao Việt Nam. Đây là cái điều kiện thuận lợi nhất đối với cách mạng Việt Nam. Thế còn viện trợ không hoàn lại thì cũng không có, hay là chủ nghĩa xã hội, hệ thống thế giới, hệ thống thế giới, nhưng mà nếu như là nói một ý này thôi thì chưa đủ các em ạ. Hay là từ đây Việt Nam có điều kiện liên lạc với nước dân chủ thế giới. Cái chữ dân chủ không phải là chúng ta có điều kiện liên lạc với chỉ những nước dân chủ thôi, mà cả những nước xã hội chủ nghĩa khác. Vì thế cái phương án đúng nhất ở đây cho câu 6 chính là phương án 4. Sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời có tác động tích, có cái tác động tích cực đến cách mạng Việt Nam vì nó tạo điều kiện cho các nước xã hội chủ nghĩa chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu 7. Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc bắt đầu được nâng lên thành đường lối chung từ khi nào? Chúng ta chú ý cho cô chỗ này. Nâng lên thành đường lối chung từ khi nào nhé? Trong 4 cái mốc thời gian sau đây. 1. Từ tháng 12 năm 1978. 2. Là từ Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 3. Là từ Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 4. Là từ ngày 15 tháng 10 năm 2003 khi Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ vào quỹ đạo trái đất. Và chúng ta xem là phương án nào đúng.
Tháng 12 năm 1978 thì Trung Quốc bắt đầu đề ra đường lối đổi mới các em ạ. Và đến đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1982 thì cái đường lối đó được nâng lên thành đường lối chung trong Đảng Cộng sản Trung Quốc để thực hiện. Vì thế mà phương án đúng ở đây là phương án 2. Còn đại hội lần thứ 13 cũng tiếp tục nâng lên thành đường lối chung thôi. Còn chúng ta chú ý cho cô chữ bắt đầu nhé. Bắt đầu được nâng lên thành đường lối chung. Mặc dù là cái đường lối chung đấy được đề ra từ đại hội, nâng lên từ đại hội 12-13, nhưng bắt đầu là phải từ đại hội lần thứ 12. Thế còn sự kiện ngày 15 tháng 10 năm 2003, khi mà Trung Quốc phóng thành công con tàu vũ trụ Thần Châu 5, đưa nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào quỹ đạo trái đất, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới có người và tàu bay vũ trụ, thì sự kiện này nó không liên quan đến cái nội dung trên. Vì thế câu 7, phương án đúng là phương án 2. Chúng ta sang phần tiếp theo. Câu 8, mục tiêu của công cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc là, chúng ta thử xét xem các phương án sau. 1. Xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu. 2. Nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. 3. Là nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 4. Là biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Và chúng ta học cái phần nội dung công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là phương án đúng của câu này là phương án 4, tức là với cái mục tiêu của cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc là biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Còn các phương án trên thì nó chưa đủ hoặc là chưa đúng. Chúng ta sang câu tiếp theo. Thành tựu lớn nhất của Trung Quốc sau 20 năm cải cách mở cửa là gì trong 4 phương án sau đây? 1. Trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới. 2. Trở thành cường quốc công nghiệp. 3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. 4. Đời sống nhân dân được cải thiện, không còn người nghèo. Ở đây chúng ta xét trong 4 phương án thì chúng ta thấy rằng là lưu ý cho cô cái câu dẫn, câu hỏi chúng ta hỏi là thành tựu lớn nhất sau 20 năm cải cách, tức là cái mốc khoảng là đến năm 1997-98. Đấy. Thế thì rõ ràng là thời điểm này Trung Quốc chưa trở thành cái trung tâm kinh tế tài chính thế giới được. Đấy, và cũng chưa trở thành cường quốc công nghiệp được. Đời sống nhân dân thì có được cải thiện, nhưng mà nói rằng không còn người nghèo thì cũng không phải. Chính vì thế phương án đúng ở đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Các em chú ý cho cô, cái sản lượng kinh tế và tốc độ tăng trưởng khác nhau. Tốc độ hàng năm của Trung Quốc là vào loại cao nhất thế giới. Mặc dù là cái thu nhập bình quân cũng như là mọi cái lĩnh vực khác của Trung Quốc kém xa Mỹ và các nước tư bản khác, thế nhưng cái tốc độ tăng trưởng trong cái khoảng thời gian này là của Trung Quốc là vào loại cao nhất thế giới. Kem sang câu tiếp theo. Chúng ta nói phần này, chúng ta bắt đầu nói về khu vực Đông Nam Á các em ạ. Câu 10 liên quan tới Đông Nam Á. Câu hỏi người ta là trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của những cái nước nào sau đây? Của thực dân Anh này, của thực dân Pháp này, của các nước đế quốc Âu Mỹ này, các nước đế quốc Âu Mỹ trừ Thái Lan. Khi mà học về Đông Nam Á thì các em dễ dàng nhận thấy rằng phương án đúng ở đây chính là phương án 4. Các nước đế quốc Âu Mỹ trừ Thái Lan, bởi vì Thái Lan không là thuộc địa của bất cứ nước nào. Nếu như chỉ có Anh thôi chưa đủ, Pháp thôi chưa đủ, đế quốc Âu Mỹ thôi cũng chưa đủ mà phải trừ Thái Lan. Tức là các nước này đều là thuộc địa của Âu Mỹ nhưng mà trừ Thái Lan. Ví dụ như là hàng loạt các nước châu Âu như là Anh, Pháp, Hà Lan, hay là Mỹ, ví dụ như là Mỹ xâm lược thống trị khu vực Philippines, vân vân. Như vậy là phương án đúng là phương án 4. Câu 11 nói về cách mạng Lào các em ạ. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào? 1. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Đảng Cộng sản Đông Dương. 3. Liên minh Việt Miên Lào. 4. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Các em biết rằng là sau khi mà Lào, chính phủ Lào ra mắt quốc dân vào ngày 12 tháng 10 năm 1945 và tuyên bố về nền độc lập của Lào, thì nhân dân Lào phải bắt tay vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Lúc bấy giờ, Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn tiếp tục lãnh đạo cách mạng ba nước Đông Dương kháng chiến chống Pháp. Vì thế, phương án đúng ở đây là Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân Lào kháng chiến chống thực dân Pháp. Hay có thể nói là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Tất nhiên là có một cái sự thay đổi một chút các em ạ, tức là đến năm 1951 thì khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp chưa kết thúc, thì tại đại hội lần thứ hai năm 1951 tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, thì Đảng Cộng sản Đông Dương đã tách ra làm ba đảng. Tuy nhiên lúc bấy giờ thì ở Lào chưa thành lập được đảng ngay, mà đến tận năm 1955 mới thành lập được Đảng Nhân dân Lào. Vì thế mà cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào vẫn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Và sau này năm 1951 thì là Đảng Lao động Việt Nam có giúp đỡ nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp, nhưng về cơ bản là Đảng Cộng sản Đông Dương. Chúng ta sẽ sang câu 12. Pháp quay trở lại xâm lược Lào vào khoảng thời gian nào? Tháng 3 năm 1946, tháng 9 năm 1945, năm 1949, năm 1954. Thế chúng ta học cách mạng Lào chúng ta dễ dàng, đây là cái câu để nhận biết nha, thôi chúng ta đọc sách là chúng ta nhớ ra ngay sự kiện. Đúng, phương án đúng ở đây là phương án 1, tức là tháng 3 năm 1946, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Lào. Các phương án 2, 3, 4 là sai. Chúng ta sang phần tiếp theo. Câu 13, Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 được ký kết giữa các bên, giữa những bên nào sau đây? 1. Hoa Kỳ và các phe phái ở Lào. 2. Hoa Kỳ và các nước Đông Dương. 3. Hoa Kỳ và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 4. Là các phe phái của Lào. Rất nhiều em học sinh đã nhầm các em ạ. Khi mà nói về cái sau khi mà Việt Nam và Hoa Kỳ ký cái Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, đã tạo điều kiện cho nhân dân Lào ký được cái Hiệp định Viêng Chăn, và nhiều em học sinh đã nhầm là Hiệp định Viêng Chăn là ký giữa Mỹ và các cái phe phái ở Lào, hay hoặc là ký giữa Hoa Kỳ hoặc là Mỹ đấy với lại Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nhưng mà trên thực tế thì các em chú ý cho cô là đây là cái hiệp ước ký kết giữa các cái phe phái ở Lào để thực hiện cái chính sách hòa hợp dân tộc ở Lào. Vì vậy phương án đúng ở đây là phương án 4, tức là Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 được ký giữa các bên, ở đây đó là giữa các cái phe phái ở Lào để thực hiện hòa bình, hòa hợp dân tộc ở Lào. Còn các phương án trên là sai. Tiếp theo, câu 14 là nước Cộng hòa Nhân dân Lào chính thức được thành lập vào thời gian nào? 1 là 23 tháng 8 năm 1945, 2 là 12 tháng 10 năm 1945, 3 là ngày 21 tháng 2 năm 1973, 3 là ngày 2 tháng 12 năm 1975. Đấy, chúng ta chú ý những ngày thì không, chúng ta lại dễ nhầm các cái phương án 1, 2, 3, 4 ở đây. Đấy, thì chúng ta có thể nhầm hiểu là ngày 23 tháng 8 năm 1945, ngày 12 tháng 10 năm 1945, ngày 21 tháng 2 năm 1973, ngày 2 tháng 12 năm 1975. Thế ở đây chúng ta sẽ thấy rằng các phương án, ví dụ 23 tháng 8 là nhân dân Lào khởi nghĩa này, 12 tháng 10 năm 1945 là chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố về nền độc lập của Lào. Thế còn 21 tháng 2 năm 1973 là Hiệp định Viêng Chăn. Vì thế mà cái việc mà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập chính là ngày 2 tháng 12 năm 1975. Chúng ta tiếp tục sang phương án câu tiếp theo, câu 15. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức gia nhập ASEAN vào năm nào? Tháng 2 năm 1976, năm 1992, năm 1995, năm 1997. Ở đây chúng ta học về các nước ASEAN thì chúng ta dễ dàng nhận thấy phương án đúng là năm 1997. Còn tháng 2 năm 1976 các nước ASEAN có cái hiệp ước Bali, và Việt Nam và Lào thì rất là ủng hộ và cái hiệp ước Bali này. Đến năm 1992 thì Việt Nam và Lào được trở thành quan sát viên của ASEAN. Còn năm 1995 thì mới có Việt Nam gia nhập ASEAN thôi, còn Lào phải đến năm 1997. Như vậy là những cái câu này chúng ta thấy rằng là về cách mạng Lào, thì các em chú ý cho cô những câu hỏi như vậy. Sang cái phần Campuchia. Ở đây cô xin lỗi các em là còn một cái ý nữa mà nói cô có thể nói là mở rộng một chút. Tức là cái câu thơ là Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Đây là câu nói của ai? Nói về cái tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam và Lào. Của Hoàng thân Suphanuvong có đúng hay không? Của Hồ Chí Minh có đúng hay không? Hay là của Chủ tịch Cai Sọt Phong Vi Hẳn? Hay là của Phạm Văn Đồng? Thế thì chúng ta thấy rằng là thuở thinh thời lúc còn sống thì Hồ Chủ tịch của chúng ta và Hoàng thân Suphanuvong cùng với lại
đồng chí chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn đã có những cái hoạt động, những cái gắn kết, những cái hoạt động gắn kết giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào với một cái tình bạn thủy chung son sắt đặc biệt. Vì thế mà Bác Hồ đã nói câu thơ là Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Vì thế câu nói câu thơ này là của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu này thì có tính chất là giúp em hiểu biết hơn một chút thôi, chúng ta đề phòng để có những cái phương án trong cái 10% vận dụng nâng cao người ta có thể hỏi. Tiếp tục chúng ta sang cái phần cách mạng Campuchia các em ạ. Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia vào thời gian nào trong những cái mốc sau đây? Một là năm 1867, hai là tháng 10 năm 1945, ba là năm 1946, bốn là tháng 8 năm 1954. Thì chúng ta học về lịch sử Campuchia thì câu này không có gì khó khăn cả. Tháng 10 năm 1945, khi mà nhân dân Campuchia chưa kịp tuyên bố độc lập thì thực dân Pháp quay trở lại xâm lược. Vì thế, phương án đúng của câu 17 chính là tháng 10 năm 1945, Pháp đã quay trở lại xâm lược Campuchia. Câu tiếp theo, sau cuộc vận động ngoại giao của quốc vương Sihanouk thì chính phủ Pháp đã có những động thái gì? Một, công nhận độc lập hoàn toàn cho Campuchia và rút quân về nước. Điều này có đúng hay không? Hai là ký hiệp ước trao trả độc lập nhưng vẫn đóng quân tại Campuchia. Ba là kết nạp Campuchia vào khối SEATO. Bốn là rút quân về nước. Các em biết rằng là vào tháng 11, mùng 9 tháng 11 năm 1953, Hoàng thân Sihanouk đã tiến hành một cuộc vận động ngoại giao sang Pháp và sau đó Pháp đã ký hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng trên thực tế cái sự độc lập đó chỉ trên danh nghĩa bởi vì quân Pháp vẫn đóng tại Campuchia. Vì vậy với câu hỏi 18, phương án đúng là phương án 2. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. Câu 19, Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương đã công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của những quốc gia nào sau đây? 1. Lào, 2. Campuchia, 3. Việt Nam, 4. Ba nước Đông Dương, tức là gồm Việt Nam, Lào, Campuchia. Câu này thì dễ rồi, các em thấy là phương án đúng ở đây là phương án 4. Câu 20, điểm khác biệt trong thời kỳ lịch sử từ 1954 đến 1970 giữa cách mạng Campuchia với cách mạng Việt Nam và Lào là cái điểm khác biệt gì? 1. Campuchia xây dựng kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa cô viết tắt. 2. Là Campuchia rơi vào nạn diệt chủng. 3. Là Campuchia thi hành đường lối hòa bình trung lập. 4. Là ở Campuchia có nội chiến không chấm dứt giữa các phe phái. Ở đây chúng ta học về lịch sử Campuchia các em biết rồi. Tức là sau năm 1954 thì dưới sự lãnh đạo của Hoàng thân Sihanouk, Campuchia đã tuyên bố là xây dựng, thi hành cái đường lối hòa bình trung lập, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía miễn là không có điều kiện ràng buộc. Và chính vì thế, cái đây chính là cái điểm khác biệt giữa cách mạng Campuchia với cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam. Trong khi mà Việt Nam và Lào đang kháng chiến chống đế quốc Mỹ thì Campuchia có cái thời kỳ là xây dựng đất nước theo đường lối hòa bình trung lập. Vì vậy mà cái sự khác biệt ở đây chính là phương án 3. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. Câu 21, ngày quốc khánh hàng năm ở Campuchia là ngày nào? Câu hỏi này nó giải đáp cho rất nhiều em học sinh cũng không biết là ngày nào trong những ngày sau đây. 1. Ngày 9 tháng 11 hàng năm, ngày 21 tháng 7 hàng năm, ngày 7 tháng 1 hàng năm, ngày 23 tháng 10 hàng năm. Tất cả những sự kiện này đều có lý do cả, nhưng chúng ta phải xem ra đó là ngày nào. Ngày 9 tháng 11 năm 1953 thì Pháp tuyên bố công nhận được độc lập ở Campuchia và cho đến thời điểm ngày nay thì Campuchia vẫn lấy ngày quốc khánh của mình là ngày 9 tháng 11 hàng năm. Còn ngày 21 tháng 7 là ngày mà Pháp ký hiệp định Geneva công nhận được độc lập của ba nước Đông Dương, thế nhưng cũng không phải là ngày độc lập của Campuchia. Hoặc là ngày 7 tháng 1, các em nhớ đến cái sự kiện ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh thoát khỏi cái nạn diệt chủng của Khmer Đỏ, thế nhưng đây cũng không phải là ngày quốc khánh của Campuchia. Còn ngày 23 tháng 10 năm 1991 thì Hiệp định Hòa bình về Campuchia được ký kết tại Paris. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là ngày quốc khánh. Vì thế phương án đúng là phương án 1. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo.
Thủ đô Phnom Penh được giải phóng khỏi Mỹ và tay sai vào thời gian nào? Đây đây là những cái khoảng thời gian các em phải nhớ được. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979, ngày 17 tháng 4 năm 1975, ngày 18 tháng 3 năm 1970, ngày 30 tháng 4 năm 1999. Bốn sự kiện này đều liên quan lịch sử Campuchia. Thế nhưng cái ngày nào là ngày thủ đô Phnom Penh được giải phóng khỏi Mỹ và tay sai? Thế chúng ta sẽ xét ngày 7 tháng 1 năm 1979 là giải phóng thoát khỏi ách thống trị, ách cánh diệt chủng của Khmer Đỏ. Ngày 17 tháng 4 năm 1975 mới là phương án đúng. Đây là cái ngày mà thủ đô Phnom Penh được giải phóng. Và đây cũng là cái điều kiện thuận lợi để cho chúng ta tiến vào giải phóng Sài Gòn của Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thế còn ngày 18 tháng 3 năm 1970 là cái ngày mà Mỹ và tay sai giật dây để cho cái lực lượng tay sai làm cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ trung lập Sihanouk. Còn ngày 30 tháng 4 năm 1999 là cái sự kiện mà Campuchia được gia nhập ASEAN. Vì thế phương án đúng ở câu hỏi này là phương án 2, ngày 17 tháng 4 năm 1975 thủ đô Phnom Penh được giải phóng khỏi Mỹ và tay sai. Như vậy là qua một tiết học, cô đã giới thiệu với các em những cái câu trắc nghiệm về cái khu vực Đông Bắc Á, gồm có nội dung chính của nó là Trung Quốc này, khu vực Đông Nam Á, thì những cái nét khái quát nhất, những câu hỏi trắc nghiệm người ta hay hỏi đến. Hoặc là cô cũng đã giới thiệu các em một số dạng câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung kiến thức hai bài Cách mạng Lào và Cách mạng Campuchia. Phần nội dung tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em ở tiết học sau. Cô chúc các em học tập và định hướng được cái cách trả lời câu hỏi trắc nghiệm thật tốt. Cô chào các em.